Hello anh em, mình bên công ty Thanh Phúc chuyên cung cấp các giải pháp về vật tư ngành cửa. Hôm nay mình có một cái siêu phẩm mới xin giới thiệu với anh em ngành cửa. Đây là cái máy đột dập khung bảo vệ inox hoặc là mình dập sắt vẫn được nha anh em. Khung đột bảo vệ inox 1326. Dập nó có tổng cộng là 4 dao, 2 dao dập lỗ tròn, 2 dao dập lỗ vuông, một dao là một mặt, một dao là dập được hai mặt lỗ tròn. Rồi lỗ vuông cũng như vậy. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành dập thử từng dao cho anh em cùng xem. Rồi anh em để ý ha, dập là siêu nhanh siêu tốc độ luôn nha anh em, không bị mất méo, không bị biến dạng ha, siêu nhanh siêu tốc độ luôn, rất là ngọt mà nhẹ nha anh em, siêu nhanh siêu tốc độ, không có tốn tiền mua mũi khoan. Mua mũi khoan thì nó tốn rất là nhiều tiền mà nó nhanh hơn, còn cái này là xài rất là bền đó. Mình đang dập cái lỗ phi tròn á, phi tròn phi 15.9 thì mình làm cái lỗ là 16.4 thì mình có chiều hao cho anh em để lắp ráp rất là dễ dàng. Rồi mình đúc vô thử cho anh em cùng xem luôn. Đây là cái phi 15.9, mình dập cái lỗ 16.4. rồi đây là mình dập cái lỗ một mặt ha. Rồi sau đây mình sẽ dập cái lỗ hai mặt cho anh em xem luôn, lỗ một mặt và lỗ hai mặt. Hai dao là dập lỗ tròn, hai dao là dập lỗ hợp vuông, một dao là dập một mặt, một dao là dập hai mặt đó. Mình đang dập xuống hai mặt luôn á anh em, đang dập xuống hai mặt luôn, siêu nhanh siêu tốc độ luôn, không bị mất méo, không bị biến dạng. Đây là cái khung đột bảo vệ 1326 inox, có thể đột bằng sắt vẫn được. Thì cái cử mình sẽ có hai cái cử, rồi đúc phi vô cho anh em xem luôn. Mình có hai cái cử, mình cái độ, cái khoảng cách lỗ, khoảng cách tiêm lỗ mình muốn là 5-6 phân, 7-8 phân, 8-9 phân, 10-11-12 là được hết. Mình tăng đưa nó ha, kéo ra hoặc là đẩy vào ha. Đây cái lỗ mình có chịu hao cho anh em, có chịu hao đút vô rất là dễ dàng nha anh em, lắp ráp rất là dễ ha. Inox 1326, cái lỗ là cái cây phi 15.9 là mình đột cái lỗ là 16.4. rồi tiếp tục, nếu mà mình đột cái lỗ hộp vuông bên đây mình có hai cái cử, đây có hai cái cử thì mình tháo hai cái cử này ra, mình bỏ qua bên đây, mình có khoan sẵn hai cái lỗ cho anh em đó để mình dặn cái cử vô, rồi sau mình sẽ đột được cái lỗ hộp vuông 1326. Thì tương tự mình cũng có chịu hao cho anh em. Rồi đột đi, đây mình đang đột hai mặt nha anh em, đột hai mặt, đột hai mặt, đột thấu xuống luôn, để mấy cái cây đứng giữa đó, mấy cây đứng giữa là đột thấu xuống luôn. Rồi đút vô thử cho anh em mình xem, thì mình sẽ sản xuất theo yêu cầu của anh em luôn, anh em yêu cầu như thế nào mình sẽ đáp ứng được hết toàn bộ. Đây dập xuống hai mặt luôn, rồi dập một mặt cho anh em cùng xem. Thì tức là ví dụ như anh em mà muốn đặt hàng theo yêu cầu đó, là cây thanh inox nó lớn hơn hoặc nhỏ hơn là mình sản xuất được hết luôn. Rồi độ dày là rất là linh động, độ dày từ 4 gem trở lên là dập được toàn bộ, 4 gem, 5 gem, 6 gem, 7, 8, 9, 10 là 1 ly là dập được hết, 1 ly 1, 1 ly 2 được luôn. Thanh inox thì có thể là mình dập 13, 26 hoặc là 20 vuông vẫn được, 25 vuông hoặc là 24 thì anh em đặt như thế nào mình sẽ đáp ứng theo nhu cầu như thế đó. Tương tự cái lỗ phi tròn như vậy 16 cũng được, 19 cũng được, anh em có nhu cầu thì ủng hộ. Đây là cái khuôn đột bảo vệ inox, siêu nhanh siêu tốc độ, không bị mất méo, không bị biến dạng. Anh em có nhu cầu thì ủng hộ công ty Thanh Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.